Chiều nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang về tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị thời gian qua cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Trước đó, nhân chuyến công tác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn làm việc đã có chuyến thăm kiểm tra thực tế một số mô hình hợp tác xã, sản phẩm OCOP trên địa bàn xã Hòa Khương, gồm mô hình nuôi trồng thủy sản và sản xuất chả cá thác lát, mô hình sấy dược liệu cùng tại thôn Phú Sơn 2, động viên các hộ kinh doanh, các hợp tác xã vượt qua giai đoạn khó khăn để tiếp tục nỗ lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị địa phương và các sở ngành thành phố hỗ trợ tạo điều kiện để mở rộng một số mô hình hiệu quả, kết nối tạo đầu ra cho sản phẩm, nhất là các sản phẩm tham gia chương trình OCOP, qua đó từng bước nâng tầm thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Báo cáo tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Hòa Khương cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 15, trong đó đã cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị của các cấp ủy Đảng thành những chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sát với thực tế. Toàn hệ thống chính trị đã chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19. Chương trình an sinh xã hội luôn được quan tâm, chương trình xây dựng nông thôn mới được chú trọng, công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ, vai trò giám sát của mặt trận các đoàn thể và nhân dân ngày càng rõ nét, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy địa phương cũng đã thực hiện 12 buổi kiểm tra, giám sát đối với 12 chi bộ và 5 cá nhân, tuyên dương 5 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nhiều ý kiến tại buổi làm việc tập trung vào việc khắc phục các tồn tại hạn chế trong triển khai các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi, cải tạo vườn tạp và đất nông nghiệp để hình thành những vùng sản xuất chuyên canh, kết hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Các ý kiến cũng đề cập đến việc cải thiện chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở địa phương, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao việc triển khai đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy xã Hòa Khương đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị: cái phương châm của chúng ta xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, văn hóa là nền tảng, tinh thần là động lực của sự phát triển, quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên. Cho nên trước hết và trên hết người ta đặt công tác xây dựng Đảng ở câu đầu tiên và xem đó là vấn đề then chốt. Vấn đề then chốt là phải hết sức chú ý sự vững mạnh và lớn mạnh của tổ chức của Đảng và đảm bảo cái vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng với hệ thống chính trị, với sự phát triển nói chung thì phải hết sức chú ý công tác xây dựng Đảng. Mà xây dựng Đảng phải bắt nguồn và phải thực chất từ ngay cơ sở, từ chi bộ, từ tổ chức cơ sở Đảng là bản thân các đồng chí. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Đảng ủy xã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị, kiên trì đấu tranh chống biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đảng viên, tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ cơ sở, chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị lãnh đạo xã theo dõi, bám sát những kiến nghị bức xúc của người dân để nắm bắt, có hướng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, góp phần củng cố lòng tin và tạo sự gắn kết giữa hệ thống chính trị với nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.